Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiền. Trời nóng quá, hôm nay mình mua được hai bắp cải thảo để mình làm dưa nước cải thảo nha cả nhà. Bắp cải thảo mua về mình lột bỏ lá xanh. Xẻ bắp cải ra làm đôi. Chỉ xẻ cái đầu thôi nha cả nhà. Nếu mình xẻ hết thì lát mình muối cho mình rửa cái nó bị gớt ở trong này, nó bị gớt mấy cái lá này ra cả nhà. Mình chỉ xẻ cho nó xuống chút này thôi, rồi tới chừng mình ngâm muối mình rửa xong đó rồi mình hạt tép nó ra. Tới chừng nào mình ngâm muối mình rửa rồi mình để gáo để mình hạt tép nó làm tư. Rửa sơ lại qua nước. Tiếp theo mình gãi muối lên từng bẻ cải, gãi cho đều, không được gãi nhiều quá mà cũng không được ít quá nha cả nhà, gãi cho đều là được nha. Mình đã gãi muối lên đều hết hai cái bắp cải rồi. Tiếp theo mình cho một nắm muối vào chén và mình để nước vào quậy cho muối tan, rồi mình sẽ gửi lên mặt cải nha cả nhà. Mình sẽ để đây mình ủ muối với bắp cải trong vòng 2 tiếng nha. Để đây khoảng 1 tiếng sau mình sẽ chở nó một quận nữa nha. Chở trên mặt đem xuống dưới, ở dưới đem lên trên mặt cho nó thấm đều muối. Sau 2 tiếng cải thảo đã mềm. Và mình rửa sơ qua một nước thôi nha. Mình vớt ra gỗ để cho ráo. Ớt đỏ xẻ ra bỏ hộp và sắc ớt thành sợi. Nửa trái bơm mình sắc ra thành lát. Hành thì mình cắt khúc khoảng 5 phân và cũng sắc thành sợi nha. Nước ngâm dưa thì mình cho 5 lít nước và một lá gông biển bằng bàn tay mình nha. Nồi nước gông biển sôi lên, mình hất bỏ đi chất nhờn và chất bột trên mặt. Sôi thêm tí nữa. Mình sẽ vớt gông biển ra nha nhà. Nước rất là trong nha. Tại vì mình làm dưa chua cải thảo này mình vừa ăn dưa và húp luôn nước, nên mình làm cái nồi nước ngâm dưa này rất là kỹ nha. Vớt gông biển ra rồi mình để nồi nước này ở đây khoảng 3-4 tiếng sau cho nguội lại. Trong nồi dưa cải thảo đó là không thể thiếu được, đó là bột mì. Bột mì này mình cho vào khoảng 120g nha. Mình sẽ khuấy cho hòa tan với nước. Khuấy đến khi nào không còn bị ốc trâu là được nha. Mình cho vào một cái nồi nhỏ. Mình để vào đây 30g đường phèn nha cả nhà. 100ml nước mắm. Một muỗng muối hột, một muỗng muối bột. Tiếp theo mình quậy cho đều, cho chín bột. Rồi mình tắt lửa để cho nguội nha. Phần nước dưa cải mình đã chuẩn bị xong nha. Mình sẽ bắp cải đã ráo nước, mình cho vào hộp kim chì. Mình chất đều. Mình cho 2 muỗng tỏi và nửa củ rừng vào trong cái bịch đựng ngâm đồ ăn á cả nhà. Bịch này nó rất là thoáng nên mình để xuống dưới nha. Tại lúc mình ăn mình không muốn dính tỏi và rừng. Và mình cho thêm củ cải vào nha. Củ cải và hành và ớt.
và táo nha. Cái này nhà mình không có lê, có lê để vào khỏi cần để táo hơn cả nhà. Lê để ngon hơn táo. Và tiếp theo là ớt nha. Ớt sắc sợi lúc nãy á. Lấy gỗ lược, mình lược bột mì ra thao nha cả nhà. Nếu không lược nó sẽ bị ốc trâu, sẽ không ngon nhé. Mình đã lược hết. Đó, nó còn lại ốc trâu như thế cả nhà. Còn cái quy trên này mình bỏ nha. Và xong mình cho nồi nước súp rong biển này vào thao nha. Trộn đều hai thứ này lại hòa tan với nhau. Quý vị nhớ nêm nếm lại thử nha. Coi vừa ăn nha. Nếu chưa vừa thì cho thêm đường hay hoặc muối vào thêm cũng được nha cả nhà. Tùy mọi người nha. Bây giờ nước bột mì đã nguội, mình cho nước bột mì vào hộp kim chì. Rồi mình để cho nước ngập mặt cải khoảng 2 hoặc 3 phân. Rồi mình để dị ở ngoài khoảng 1-2 tiếng. Xong mình sẽ đem để vào tủ lạnh khoảng 2 tuần sau. Cho cải nó thấm đều, cho nước nó được chua chua ngọt ngọt. Vậy là mình đem ra ăn được nha cả nhà. Thành quả của mình sau 2 tuần, dưa cải đã chua và cái nước dưa cải thì ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Ăn kèm cùng thịt nướng cũng ok lắm nha cả nhà. Video của Tiền đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay hãy bấm chia sẻ, rung chuông, đăng ký kênh, like cho Tiền một like nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.